Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm sum if và sum if s. Thì mình có một cái bảng ví dụ như thế này. Đây là cái bảng mà dữ liệu của chúng ta. Đấy. Và chúng ta cần tổng hợp nó theo từng mã hàng như thế này. Yêu cầu của chúng ta là cần tổng hợp số lượng này, và tiền chiết khấu này, và thành tiền này theo từng mã hàng. Thì trong tình huống này chúng ta sẽ sử dụng hàm sum if. Để sử dụng hàm sum if thì chúng ta sẽ trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu sơ lược về nó. Mình bỏ cái phần này đi, nó không liên quan. Đó. Trước khi sử dụng hàm sum if chúng ta tìm hiểu nó này, xem nó vận hành như thế nào. Hàm sum if có 3 đối số các bạn nhé. Đối số thứ nhất là chúng ta sẽ quét vùng chứa điều kiện. Đó. Vậy thì chúng ta phải xác định đâu là điều kiện để chúng ta mới có thể quét cái vùng mà chứa nó. Trong tình huống này điều kiện của chúng ta chính là những cái mã hàng này. Đấy, điều kiện của chúng ta chính là những mã hàng này. Thì chúng ta sẽ quét cái vùng chứa điều kiện ở bên cái bảng dữ liệu. Thì chính là cái cột mã hàng này các bạn nhé. Chính là cột này. Đó. Rồi tiếp theo, đối số tiếp theo là điều kiện. Thì chúng ta sẽ chọn vào những cái ô mà chứa điều kiện ở đây. Đúng không ạ? Rồi đối số tiếp theo cuối cùng là sum rank. Sum rank có nghĩa là vùng phần tính tổng. Chúng ta muốn tính tổng cái gì đó thì chúng ta sẽ quét cái dữ liệu ở cột đó. Ví dụ trường hợp chúng ta tính tổng cột số lượng thì chúng ta quét cột số lượng. Mà chúng ta muốn tính tổng cột tiền chiết khấu thì chúng ta sẽ quét cột tiền chiết khấu. Tương tự như thế cho cột thành tiền. Được chưa? Đó. Đấy là những cái thông tin ở trong cái hàm sum if. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ bấm dấu bằng hoặc là dấu cộng trước khi chúng ta tính toán các bạn nhé. Sau đó chúng ta lấy cửa sổ hàm ra. Chúng ta bấm vào mũi tên đen này. Nếu ở trên này các bạn nhìn thấy hàm sum if ở đây ấy, thì các bạn có thể chọn ngay. Như tình huống này mình có thể chọn ngay. Tuy nhiên nếu các bạn không tìm thấy nó thì các bạn vào More Function. Chọn More Function. Tiếp theo là các bạn ở trên này các bạn chọn thẻ O các bạn nhé. Sau đó các bạn kích chuột xuống phía dưới và chọn một cái hàm nào đó bất kỳ. Sau đó các bạn nhập chữ S. Chữ S là bởi vì cái hàm sum if nó bắt đầu bằng chữ S các bạn nhé. Sau đó chúng ta tìm đến cái hàm sum if ở bên trong này. Rồi, xong chúng ta nhấn OK. Cái cửa sổ hàm sum if nó hiện ra. Bây giờ việc của chúng ta là chúng ta điền đầy đủ thông tin giống như cái bảng ở bên này, cái ảnh ở bên này mà vừa rồi mình có giới thiệu. Đầu tiên là quét cái vùng chứa điều kiện là chính là cái cột mã hàng. Thì mình sẽ quét cái cột mã hàng đây, mình quét cả dòng tiêu đề luôn. Đó. Đến cuối luôn mình nhấn Ctrl Shift trên bàn phím và nhấn mũi tên xuống để chọn tất cả từ đầu đến cuối các bạn nhé. Rồi nhấn phím F4 để cố định nó. Tiếp theo là đến cái đối số tiếp theo là điều kiện thì mình kích chuột vào cái ô này. Rồi tiếp theo cuối cùng là sum rank là vùng tính tổng. Bây giờ mình cần tính tổng số lượng theo từng mã hàng thì mình sẽ quét cái cột số lượng. Thì mình sẽ cũng quét từ dòng tiêu đề luôn và nhấn phím Ctrl Shift mũi tên xuống để chọn tất cả. Tuy nhiên là cái khi mình nhấn như vậy ở cái dòng cuối cùng này nó có cái dòng tổng cộng thì nó sẽ các bạn quan sát cái vùng chứa điều kiện ở phía trên nó đến dòng 99 thôi. Nhưng mà bây giờ cái dòng mà tổng số lượng này nó đến dòng số 100 thì chúng ta sẽ nên lùi lại một dòng để cái vùng nó bằng nhau. Để cái kích thước của nó bằng nhau các bạn nhé, để nó tránh sai sót. Chúng ta nhấn phím Shift trên bàn phím và mũi tên lên thì nó sẽ lùi về một dòng cho chúng ta. Hoặc chúng ta cứ cố định bình thường sau đó chúng ta sẽ gõ số 99 thành số 100 cũng được. Đó. Vừa rồi là mình nhấn phím Shift và mũi tên lên thì nó trở lại cái dòng số 99 đó. Sau đó mình sẽ cố định. Rồi mình bấm OK này. Đó, sau kéo xuống. Đấy, cách dùng hàm sum if như vậy nhé. Tiếp theo cho cột tiền chiết khấu cũng tương tự. Chúng ta bấm dấu bằng. Rồi chúng ta, bây giờ nó có hàm đây rồi các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ chọn hàm luôn ở đây. Đấy, quét vùng chứa điều kiện chính là cột mã hàng. Chúng ta quét nó. Nhấn F4 để cố định trên bàn phím nhé. Có thể máy tính laptop của các bạn nào đấy để cố định thì các bạn có thể sẽ phải nhấn phím FN F4 thì mới được nhé. Cố định thành công là có chữ Dona ở đằng trước hàng và cột các bạn lưu ý. Rồi tiếp theo điều kiện chính là mã hàng này.
Tiếp theo nữa là tiền chiết khấu, là cái cột tiền chiết khấu, chúng ta quét nó. Cũng tương tự như thế, các bạn thấy nó quét cả cái dòng tính tổng, thì mình sẽ nhấn phím shift trên bàn phím này, sau nhấn mũi tên lên này, thì nó sẽ giảm về một dòng. Sau đó chúng ta nhấn F4 để cố định nó, bấm OK. Rồi chúng ta kéo xuống. Tiếp theo, cột thành tiền. Cột thành tiền chúng ta cũng tương tự, chúng ta lấy dấu bằng và lấy hàm sum if ra. Quét vùng chứa điều kiện, cũng tương tự như vậy luôn, chọn cột mã hàng. Sau đó chúng ta cố định F4 hoặc FNF4 tùy theo máy tính của các bạn. Sau đó tiếp theo điều kiện là mã hàng. Rồi tiếp theo nữa là sum rank, là cái vùng tính tổng, là cái cột thành tiền này, mình sẽ chọn nó. Các bạn sẽ thấy tương tự này, nó chọn cả, chọn như thế thì nó chọn nhanh nhưng mà nó chọn tất cả. Thì lúc này chúng ta sẽ nhấn phím shift trên bàn phím và mũi tên lên để lùi về một dòng. Rồi chúng ta nhấn phím F4 để cố định nó. Rồi bấm OK và kéo xuống. Rồi chúng ta tính tổng nó, bấm vào auto sum này các bạn ạ. Đó, các bạn xem này, tổng số lượng là 854, xem đúng không nhé. 854 vậy là đúng. Sau khi chúng ta làm xong thì chúng ta nên kiểm tra các cái con số tổng để xem nó có khớp hay không. Nếu nó khớp là đúng các bạn nhé. Đấy là cách dùng hàm sum if. Rồi tiếp này, ở phía dưới này có một cái bài tập. Phía dưới này có một cái bài tập, mình xóa đi như sau nhé. Rồi, người ta yêu cầu là tổng hợp số lượng theo mã hàng có ký tự đầu là chữ M. Thì khi đó thì chúng ta làm như sau. Người ta yêu cầu là mã hàng có ký tự đầu là chữ M, mà chúng ta quan sát này, ở bên này á, cột mã hàng này thì nó có rất nhiều ký tự, đúng không ạ? Có rất nhiều ký tự. Và người ta chỉ quan tâm là chỉ cần thống kê những cái số lượng mà những cái mã hàng mà có ký tự đầu là chữ M thôi, có nghĩa là những cái ký tự sau chữ M nó là cái gì thì người ta cũng đều OK hết, người ta đều chấp nhận hết. Vậy thì chúng ta sẽ làm như sau này. Khi đó cái điều kiện của chúng ta nó sẽ là M sao. Đó, trong máy tính sao sẽ đại diện cho nhiều ký tự bất kỳ, được chưa? Đấy, mình viết như thế, mình viết như thế để cho máy tính nó hiểu rằng là ta chỉ quan tâm là cái ký tự đầu là chữ M thôi, còn sau đó là gì ta không quan tâm, cho nên là mình sẽ để cái điều kiện như vậy. Thì mình sẽ lấy hàm sum if ra cho các bạn xem nhé. Rồi, sum if này vẫn quy tắc vẫn là quét cái vùng chứa điều kiện chính là cột mã hàng này, sau đó chúng ta cố định F4 này. Đấy, rồi đến cái phần phần tính tổng, mình sẽ quét cái phần tính tổng luôn nhé. Ở trong điều kiện mình sẽ quét sau, mình sẽ ghi sau. Mình lùi lên này, lùi lên số lượng, kích thước cái vùng tính tổng và vùng điều kiện bằng nhau để cho nó chính xác các bạn nhé. Có đôi khi là nó không cần bằng nhau nó vẫn đúng, nhưng mà để cho chắc chắn nó đúng thì chúng ta nên cho nó bằng nhau nhé. Rồi đến cái phần điều kiện này, điều kiện là tổng số lượng theo mã hàng có ký tự đầu là chữ M, thì chúng ta sẽ mở dấu nháy kép ra và chúng ta viết M sao, sau đó chúng ta đóng dấu nháy kép lại. Đó, bấm OK. Đó, các bạn xem nhé, nó tổng hợp được là 512, chúng ta xem đúng không nhé. Ví dụ trên này các bạn nhìn này, đó, đây là những cái mã hàng có chứa chữ M ở đầu, đúng không? Chúng ta quét này, thử xem nhé. Các bạn thấy chưa, tổng là 512, vậy là đúng rồi, đúng không? Tương tự cho những cái phần phía dưới. Tổng số lượng theo mã hàng có ký tự cuối là 1. Ký tự cuối là 1 thì lúc này cái điều kiện của mình sẽ là sao 1. Đó, tức là cuối cái mã hàng phải là số 1, còn trước đó là gì chỉ không cần quan tâm. Thì đơn giản chúng ta có thể copy cái công thức này, chúng ta để trong đây để cho nó nhanh nhé các bạn. Xong mình sửa như sau. Thì chúng ta chỉ việc sửa là sao 1 thôi. Đấy, để trong dấu nháy kép các bạn nhé. Bấm OK. Đó, các bạn xem thấy chưa? Tổng số lượng theo mã hàng có ký tự cuối là 1. Đấy, là tổng là 490, các bạn xem nhé. Đây là 114 này. Rồi mình chọn tiếp này. Đây là 96 này. Đây là 18 này. Đây là 232. Các bạn nhìn ở phía dưới này là 490. Vậy là đúng các bạn nhé. Đó, rồi tiếp này. Chúng ta lại copy công thức rồi chúng ta sửa cho nhanh nhé. Đó, rồi tổng hợp số lượng theo mã hàng có ký tự đầu là chữ M và ký tự cuối là số 2. Vậy thì mình sẽ sửa cái điều kiện như sau.
Điều kiện của mình lúc này bây giờ sẽ là M sao 2, tức là ký tự đầu phải là chữ M và ký tự cuối phải là số 2. Thì điều kiện của mình sẽ là M sao 2. M sao 2. M sao 2 các bạn nhé. Đó. Ok. Đó, cái này nó rất là quan trọng nếu mà trường hợp các bạn cần tổng hợp số liệu. Ví dụ các bạn làm ở phòng kế toán này, hoặc mà mua hàng bán hàng hoặc kho gì ấy, hoặc sản xuất gì đấy mà nó có những cái mã hàng rất là phức tạp ấy, thì các bạn có thể tổng hợp theo cách như vậy. Đó, không phải lúc nào điều kiện của chúng ta nó cũng chúng ta cũng có thể kích vào được ngay như thế này, có thể là chúng ta sẽ phải làm như thế. Đấy là hàm submit các bạn nhé. Rồi bây giờ sang hàm submit test này. Bài học hôm nay chúng ta sẽ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm submit và submit test. Bây giờ chúng ta có một cái bảng tính như thế này. Submit thì submit và submit nó cũng giống giống nhau. Nó cũng là tổng hợp dữ liệu theo cái điều kiện, nhưng mà hàm submit nó sẽ tổng hợp từ hai điều kiện trở lên các bạn nhé. Các bạn coi cái hàm submit nó như các cái đối số thông tin nó như thế nào. Thứ nhất này, hàm submit là sum rank là quét cái vùng cần tính tổng. Tức là hàm submit thì cái vùng tính tổng nó quét sau đúng không các bạn? Nhưng mà bây giờ hàm submit nó sẽ quét trước. Đó, tiếp theo đến vùng chứa điều kiện 1. Tức là chúng ta sẽ quét cái vùng mà chứa điều kiện 1, sau đến điều kiện 1, sau đó là quét cái vùng chứa điều kiện 2 và rồi là điều kiện 2 và tương tự như thế. Thì hàm submit test dùng trong tình huống là có hai điều kiện trở lên các bạn nhé. Hai điều kiện trở lên nhé. Hàm submit test dùng trong tình huống có hai điều kiện trở lên mà thống kê số lượng và số liệu nó ở dạng số các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ lấy hàm submit test ra này. Dấu bằng. Lấy hàm submit test ra. Quét vùng cần tính tổng, mình cần tính tổng số lượng đúng không? Chúng ta sẽ quét cái cột số lượng trước. Rồi chúng ta sẽ lùi một dòng và cố định F4 nó. Rồi tiếp là cái vùng mà chứa điều kiện 1 chính là mã hàng. Đây mình coi mã hàng là điều kiện 1 các bạn nhé. Các bạn có thể coi cái điều kiện nào là điều kiện 1 cũng được. Đấy, nhưng mà cái vùng chứa điều kiện và điều kiện nó phải đi đôi với nhau. Mình quét cái cột mã hàng bây giờ thì cái điều kiện của mình chắc chắn nó phải là cái mã hàng này. Thì nó mới đi với nhau thì nó mới đúng được nhé. Rồi tiếp theo là quét cái vùng chứa điều kiện 2. Vùng chứa điều kiện 2 thì là cái bây giờ người ta yêu cầu là thống kê số lượng nhập theo từng mã hàng. Thì mình các bạn xem cái cột nhập xuất đây này. Chúng ta sẽ quét cái cột nhập xuất và cố định F4 nó. Đó. Rồi sau đó chúng ta ghi cái điều kiện ở đây. Ví dụ nhập, các bạn quan sát bên dữ liệu ở cột nhập xuất nó chữ N và chữ X đúng không ạ? Chúng ta sẽ ghi chữ N ở đây. Rồi. Sau đó là chúng ta bấm OK này. Đó, rồi chúng ta kéo nó xuống này. Đấy, các bạn xem tổng là 641. Tổng là 641 đúng không? Chúng ta cộng lại này, 641. Và chúng ta kiểm tra xem đúng hay không bằng cách như sau này. Chúng ta thống kê nhập đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn vào đây và bỏ cái x đi. Bấm OK này. Sau đó chúng ta quét tổng số lượng này. Quét cái cột số lượng. Quét cột số lượng này. Các bạn quan sát này, 641. Vậy là đúng rồi. Đó là cái cách mà chúng ta để kiểm tra xem là sau đó là chúng ta làm đúng hay không. Rồi tiếp theo nhé, tính cột tiền tiền chiết khấu mình cũng tương tự như thế. Mình sẽ copy công thức mình để ở đây. Thành tiền cũng thế, mình cũng để ở đây. Sau đó mình sửa cho nó nhanh. Đó, mình chỉ thay cái ấy thôi. Điều kiện và cái vùng cần tính tổng thôi. Tiền chiết khấu mình sẽ quét cái cột tiền chiết khấu này. Rồi chúng ta bấm F4 hoặc là bấm FN F4 các bạn nhé. Tùy theo máy tính của các bạn để cố định nó, mục đích để cố định. Rồi tiếp theo nhé, điều kiện của mình là xuất nhé, thì chỗ này mình sẽ là xuất này là chữ x đấy, bấm OK. Rồi tiền chiết khấu xuất, chắc mã đó nó không có à? Để mình kiểm tra nhé. Có thể là mình copy công thức nó bị sai gì đấy, là mình làm lại từ đầu nhé. Mình lấy dấu bằng này, submit test ra này. Rồi các cái cột mà cần tính tổng là cột tiền chiết khấu này, chọn cả nó, cố định F4 này, rồi đến quét cái vùng chứa điều kiện 1 là mã hàng này. Đó, rồi chúng ta F4 này. Rồi tiếp cái điều kiện thứ nhất là mã hàng ở đây đúng không? Rồi tiếp theo là cái vùng chứa điều kiện 2 là cột nhập xuất, thì chúng ta chọn cái cột nhập xuất này. Giờ chúng ta cố định nó, nhập xuất bây giờ là xuất này. Ok, nó ra rồi các bạn nhé. Rồi chúng ta kéo nó xuống này. Và chúng ta cộng tổng nó xem. Đây, 8 triệu 455 nghìn. Đó, mình kiểm tra nhé.
xuất nhé các bạn nhé. Tiền chiết khấu xuất thì mình bỏ nhập đi. Sau đó mình sẽ quét cái cột này để mình kiểm tra xem nó đúng hay không. 8.455.000, vậy là đúng các bạn nhé. Đó, khi đi làm các bạn cũng làm tương tự như thế, làm xong phải kiểm tra. Rồi tiếp theo nhé, chúng ta sẽ tính cột thành tiền nhập, dấu bằng này, sâm IFS này, rồi quét cái vùng chứa cột thành tiền này, rồi cố định F4 này, rồi quét cái cột chứa điều kiện 1 là cột mã hàng này, chúng ta cố định F4 này, rồi điều kiện 1 của chúng ta chính là mã hàng này. Rồi tiếp theo chúng ta để con trỏ xuống là quét cái vùng chứa điều kiện 2 là cột nhập xuất này. Đó, chúng ta cũng cố định F4 nó hoặc FN F4 tùy các bạn nhé. Bây giờ là nhập thì chúng ta sẽ viết chữ 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 N ở đây. Đó. Nếu mà các bạn đây là dùng địa chỉ tuyệt địa chỉ là mình có thể nhập vào, nhưng nếu các bạn muốn dùng địa chỉ ô thì các bạn có thể sử dụng như sau nhé. Các bạn click trực tiếp vào cái ô nào mà chứa chữ cái điều thỏa cái điều kiện đấy. Các bạn click vào nó. Nhưng mà để mà khi mà chúng ta kéo công thức đi á, là nó áp dụng cho tất cả các cái mã hàng khác ấy, thì lúc này chúng ta sẽ phải cố định cái điều kiện này lại bằng cách nhấn F4 hoặc FN F4. Cố định thành công là nó có chữ đô la ở chữ hàng và cột các bạn nhé. Rồi chúng ta bấm OK thì nó cũng sẽ ra kết quả tương tự như thế. Rồi chúng ta cộng lại này. OK. Đấy các bạn xem nhé. 2382895.000. Mình xuống mình kiểm tra này. Điều kiện là nhập thì chúng ta sẽ bỏ xuất đi. 2382895.000. Chúng ta xem nhé. 2382895.000. Đó, vậy là đúng các bạn nhé. Rồi, vậy là xong. Dùng hàm sum if và sum ifs rất là hữu dụng trong thực tế và dùng rất là nhiều. Các bạn làm đi làm lại rất nhiều lần thì nó sẽ nhuần nhuyễn. Mình làm Mr. Cảnh Excel, mình chuyên đào tạo Excel căn bản đến nâng cao và lập trình VBA. Nếu các bạn muốn học thì các bạn có thể liên hệ với mình có để thông tin dưới cái đường link của video này các bạn nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh và để theo dõi những cái kiến thức về Excel mà mình dạy và mình cập nhật liên tục các bạn nhé. Đăng ký kênh và bấm like và có thể chia sẻ cho bạn bè mình biết. Đấy, rồi xin chào các bạn.